Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tư duy đột phá nào cho Đại hội 13? Theo dõi sự tuyên truyền và thảo luận dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đảng 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi thấy có một ý tưởng được đánh giá là mới, đó là về chủ chủ đề Đại hội 13 của Đảng. Một trong những điểm mới lần này là gắn xây dựng chỉnh đốn hệ thống chính trị với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng là không chỉ đề cập đến xây dựng đảng mà cả hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, bổ sung mục tiêu, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước. Nghe mà buồn cười quá, mới gì ý tưởng ấy, phải chăng những đầu óc đã bị sơ cứng vì đặc sệt Mark Lê không thể nghĩ ra được cái gì hay hơn trong lúc có nhu cầu phải nêu ra được cái mới để tuyên truyền nên phải vơ quàng, vơ xiên nói rằng mới, vậy phải chăng từ trước đến nay đảng không gắn các việc đó với nhau? Không phải là không gắn mà là đã gắn rất chặt, vấn đề là hệ thống chính trị đã phạm nhiều sai lầm cần tìm ra để sửa chữa hoặc loại bỏ chứ không phải gắn cái này với cái kia. Thứ nhất, là ngoài mồm đảng nói chính quyền của dân nhưng từ trước đến nay chính quyền là của đảng, cần trả lại quyền cho dân mà việc có ý nghĩa đầu tiên là tổ chức bầu được một quốc hội của dân theo đề nghị của Nguyễn Ngọc Chu bài làm thế nào để quốc hội là của dân chứ không phải gần dân đăng trên trang tiếng dân ngày 22 tháng 6 năm 2020 thứ hai là hệ thống quyền lực đảng dựng trên gồm 3 cấp đảng chính quyền mặt trận với phương châm đảng lãnh đạo chính quyền quản lý nhân dân làm chủ là quá nặng nề dẫm đạp lên nhau kém hiệu quả. Cần thu hẹp các cơ quan của Đảng, cần đặt các tổ chức của mặt trận ra khỏi hệ thống quyền lực. Thứ ba là không chấp nhận để thể chế tam quyền phân lập, đặc biệt là không có tư pháp độc lập. Gần đây nền tư pháp của Việt Nam gặp phải nhiều chuyện quá bê bối mà chủ yếu là không đập lập và quá kém năng lực. Thứ tư là kiên trì Mác-Lê, một thứ chủ nghĩa chứa nhiều độc hại cho dân tộc, chỉ chủ yếu mang lại quyền lợi lớn cho những tổ chức và một số nhóm nhỏ. Văn kiện trình Đại hội 13 cho rằng cần gắn việc xây dựng Đảng với việc củng cố hệ thống chính trị, chẳng qua chỉ là lời do những người đã cùng quẫn về lý luận thốt ra. Nó chẳng có gì mới, chẳng có gì tiến bộ. Những người ca ngợi nó là mới chỉ chứng tỏ đầu óc họ có vấn đề mà thôi. Hôm 21 tháng 6 năm 2020, ông Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành chỉ thị 45 trên CTTVK của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong nội dung của chỉ thị cũng chỉ là bổn cũ soạn lại không có gì mới mẻ hay nói một cách khác là bình mới, rượu cũ, Tuy nhiên, trong nội dung có một điểm làm cho dư luận chú ý là kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người xa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, su nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng, nhà nước, ông Trọng chỉ thị. Nếu nhìn lại trong nhiệm kỳ vừa qua những ông đại biểu nắm những chức vụ quan trọng đã bị trừng phạt hầu hết liên quan đến các vấn đề tham nhũng họ là những người đã từng được ông trọng chỉ đạo và đồng ý chứ không ai nào khác ai cũng đều biết là mức lương của mấy ông bà đại biểu thì làm gì có đủ khả năng mua sắm xe hơi tậu nhà lầu biệt thự hoặc cho con đi du học ở nước ngoài ngay cả những người đứng đầu trong hệ thống đảng mức lương mỗi tháng cũng không đủ để cho mấy ông bà dùng bữa ăn tối. Nhìn xem mức lương của ông bà đại biểu đứng đầu cả nước như sau. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng 16 triệu 900 Việt Nam đồng một tháng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 16 triệu 250 ngàn đồng một tháng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 16 triệu 250 ngàn đồng một tháng. Lương của một số lãnh đạo đảng chủ chốt là 15 triệu 600 ngàn Việt Nam đồng một tháng. Còn riêng mấy ông đại biểu khác có lẽ mức lương còn bèo hơn. Như vậy thì tiền ở đâu ra nếu như không tham nhũng? Nếu tiếp xúc với người dân hỏi thử các lãnh đạo đại biểu có tham nhũng không, câu trả lời của hầu hết người dân khẳng định là 99% rằng có chắc chắn đó là điều đương nhiên. Câu trả lời khẳng định trên đều có cơ sở dựa trên những gì chính mắt họ thấy, tai họ nghe, chỉ có điều là họ không nói. Điều đó không có nghĩa là không biết. Trước tiền đại hội liên quan đến vấn đề sắp xếp nhân sự từ việc giới thiệu cho đến bầu cử cũng chỉ là hình thức cho có, chứ không có biết nhân sự từ thượng tầng cho đến hạ tầng cơ sở đảng đều đã được sắp xếp và chỉ định nhân sự. Đây là những bài bản mà đảng đã tiến hành trong nhiều năm qua. Nói tóm lại, chuyện ông Trọng nói chẳng qua là những lời nói mị dân mà người dân Việt Nam đều đã biết và không bao giờ tin. Theo giới chuyên môn, tư duy đột phá là tư duy ở trình độ cao, ít nhất là cao hơn tư duy thông thường 4 năm bậc. Thông thường kinh nghiệm logic tổng hợp Đại hội 13 tới đây liệu có diễn ra bước ngoặt nào về đường lối hay nhân sự tùy thuộc vào tư duy đột phá của ban lãnh đạo hiện nay. Đại hội sẽ họp trực tuyến như quốc hội hay hội nghị cấp cao ASEAN. Đại hội sẽ bầu trực tiếp tổng bí thư mà lại sẽ bầu giữa hai candidate chứ không phải chỉ bầu một người duy nhất. Cả trọng hay bí thư vượng tất cả chỉ là kỳ vọng hay vô vọng đối với những ai quan tâm đến chính trị. Đầu tháng này, ban tuyên giáo đã tổ chức một hội nghị báo cáo viên, nghe Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Phùng Hữu Phú báo cáo chuyên đề về những điểm mới trong dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo ông Phú, văn kiện lần này có ba cái mới. Cái mới thứ nhất là liên quan đến chủ đề đại hội. Theo ông Phú, đó là lần này sẽ gắn xây dựng chỉnh đốn hệ thống chính trị với công tác xây dựng chỉnh đối đạo. Cái mới thứ hai là việc đặt ra mục tiêu phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông Phú giải thích, đây là đổi mới về nhận thức vì trước đây ta đặt mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa, còn lần này mục tiêu là phát triển. Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cũng tiết lộ thêm lộ trình phát triển đất nước, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là vấn đề lâu nay rất vướng, cũng chưa làm được và đang tiếp tục nghiên cứu. Cái mới thứ ba vẫn theo ông Phú là ông phó chủ tịch Văn kiện đại hội 13 cũng dự báo các vấn đề hệ trọng trong giai đoạn tới, trong đó xác định vấn đề biển Đông vẫn là một thách thức rất lớn. Sau đại dịch virus Vũ Hán chúng ta có thể thấy được thái độ của Trung Quốc ở biển Đông. Điều này khẳng định chắc chắn Trung Quốc không bao giờ từ bỏ ý đồ thao túng Biển Đông, cao nhất là độc chiếm theo hình lưỡi bò, không làm được thì ít nhất là kiểm soát thao túng khai thác. Vậy phải ứng phó thế nào? Ông Phùng Hữu Phú nêu câu hỏi và tự trả lời. Xử lý vấn đề Biển Đông là lâu dài, bài toán hóc búa, thử thách nghiêm trọng của nhiều thế hệ. Nghe ông Phó Chủ tịch thuyết trình ba cái mới nói trên, kể cả khi biết được những cái mới ấy trong dự thảo và các văn kiện trình đại hội dày 168 trang vẫn thuộc diện tài liệu lưu hành nội bộ tài liệu mật thần dân nước Việt thở dài ngao ngán nếu so với cách đây mấy năm lúc ông Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố xanh dần tình hình biển đông không có gì mới thì quả thật sự thừa nhận biển đông là bài toán hóc búa lần này là một bước tiến bộ vượt bậc của bộ chính trị và ban bí thư nhưng vô gia vẫn thằng cha lúc nãy nếu so ba điều được cho là mới nói trên với quá trình xây dựng văn kiện từ các nhiệm kỳ 5 năm của khóa 10, 11, 12 hay lùi lại với 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung 2011 hay 30 năm thực hiện cương lĩnh 1991 hay 35 năm đổi mới, tất cả là vũ như cận, vẫn như cụ. Cũng với tinh thần xưa như diễm ấy, văn kiện còn đưa ra những định hướng đầu tiên là cho 5 năm tới của nhiệm kỳ 13 gắn với tinh thần tầm nhìn chiến lược 2030, 100 năm thành lập đảng, tiếp theo là 100 năm thành lập nước năm, 1000, năm 2045. Nghe phân khúc các cột mốc này, nó cứ hao hao như sự phân chia các giai đoạn của mấy ông bên tàu cũng kỷ niệm ngày lập quốc, lập đảng. Mặc dầu ông Phú nói chưa có đại hội nào mà văn kiện có tầm đánh giá bao quát rộng như vậy. Nhưng ấy là ông ấy nói lấy được, nói cho các ông, các bò đỏ nghe chứ còn người dân thì nghĩ khác lắm các ông ơi. Người dân biết rất rõ, nói như ông Phú trình bày chỉ là một cách diễn ngôn cũ dích sáo mòn. Tất cả những thông tin ông đưa ra về cách gọi là điều mới thực sự ra chỉ là một trò nhảy múa của từ ngữ. Chính ông Phú thừa nhận trước đây Việt Nam dùng khái niệm bước đi ban đầu, chặng đường đầu, giai đoạn đầu. Có lần nào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri, có người hỏi bao giờ chúng ta có chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư trả lời chúng ta chưa nghiên cứu tường minh vấn đề này, có khi trăm năm nữa chúng ta chưa có chủ nghĩa xã hội. Thế thì thời kỳ quá độ là bao lâu, có mấy chặng đường, thì chưa rõ. Ông Phú cho biết đây là vấn đề sẽ cố gắng tập trung làm rõ trong thời gian tới. Đúng như đánh giá của đại biểu hàng đầu từ xã hội dân sự tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, chưa có hy vọng nào vào sự thay đổi thực chất nào. Ông Phùng Hữu Phú nói là mới đến năm 2050 là nước ta phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng đó Thật ra là một sự thừa nhận thất bại về nỗ lực đưa Việt Nam thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020. Nay đổi thành phát triển nhưng lại kèm theo đuôi xã hội chủ nghĩa thì đến năm 2050 họ rất dễ bảo là thành công vì cái đuôi xã hội chủ nghĩa rất tù mù, không thể lượng hóa. Tất cả chỉ là một trò hay lối nói để bám giữ quyền lực mà thôi. Trở lại vấn đề Biển Đông, một chủ đề được truyền thông nhà nước xiển dương như một trong ba điểm mới của dự thảo báo cáo chính trị các chuyên gia từ đầu đã không mấy tin tưởng. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ cho rằng thiếu chiến lược toàn diện để về biển và khiến cho đất nước đã không thể mạnh về biển. Trong lịch sử là tư duy ứng phó và chống xâm lược từ biển và bình thường thời bình là tư duy kinh tế bị níu kéo bởi ý thức xã hội chủ nghĩa là nguyên nhân quan trọng dẫn đến bế tắc. Trong bối cảnh Trung Quốc trỗi dậy tham vọng địa chính trị hung hăng tại biển Đông và một trật tự thế giới mới đang hình thành, Việt Nam vẫn không có tư duy đột phá để xây dựng chiến lược biển xứng tầm. Đặc biệt trong bối cảnh bàn tay Trung Quốc thọc khá sâu vào công việc nhân sự đại hội, các quan chức cho dù ở các địa phương hay trên trung ương đều ngậm miệng ăn tiền, trước hàng loạt các hoạt động theo kiểu múa gậy vườn hoang của Trung Quốc. Họ kiên định trong việc giành ghế và giữ ghế hơn là việc đưa ra bất cứ giải pháp đột phá nào để giải tỏa các bế tắc hiện nay. Cuối cùng, vấn đề dân chủ hóa trong đảng và trong xã hội hầu như hoàn toàn thiếu vắng trong các văn kiện trình đại hội đảng khiến cho dư luận công khai bày tỏ nỗi thất vọng sâu sắc và toàn diện ngay những chuyên gia trong lòng chế độ. Tiến sĩ Mai Thanh Sơn, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phát biểu với truyền thông quốc tế khi mà ngay cả những nhà lý luận của đảng cũng trực tiếp hay gián tiếp thừa nhận sự khủng hoảng về lý luận. Tôi thực sự không kỳ vọng gì ở sự đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đại hội 13 tới đây. Để thực sự đổi mới toàn diện và sâu rộng theo tiến sĩ Sơn, có rất nhiều việc cần làm trong giai đoạn chuẩn bị, nhưng có 3 nhiệm vụ ưu tiên Thứ nhất là thay đổi nhận thức, lý luận, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc, nhân dân làm nền tảng cơ bản. Thứ hai là điều chỉnh những khuôn mẫu trong phát triển cũng như huy động sự tham gia hiện nay nhằm có thể phát huy tối đa sự đóng góp của tất cả các thành phần kinh tế, các giai tầng xã hội, kể cả các nhà phản biện. Và thứ ba là đánh giá lại toàn bộ các nguồn lực cho phát triển ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, xã hội và văn hóa. Trên cơ sở đó, xây dựng các chiến lược mới, chính sách và giải pháp khả thi mới. Nhưng Facebooker Bùi Văn Thuận thì bình luận một cách chua chát hơn, mỗi kỳ đại hội đảng toàn quốc đều được tô vẽ là những sự kiện vĩ đại, quang vinh muôn năm đỉnh cao muôn trượng trên các phương tiện truyền thông của đảng. Chúng đối lập hoàn toàn với thực tế cướp bóc, khủng bố và hăng hà cho bần thiểu, lưu manh mà chế độ cai trị đổ lên đầu dân đen. Bắt những dân oan điển hình, kiên cường chống cướp đất, chống khủng bố cũng là cách giúp đại hội đảng và bộ mặt đảng thêm rực rỡ thành công tốt đẹp trong khâu tuyên truyền. Việc sáng ngày 24 tháng 6, bà Cấn Thị Theo và hai con trai là Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư cùng chị Nguyễn Thị Tâm bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt khẩn cấp lại là một vụ khủng bố mới. Hiện chưa rõ họ bị bắt hay chỉ bị câu lưu, giam giữ, trái phép. Luật dưới danh nghĩa triệu tập làm việc. Và nếu bị bắt cũng chưa rõ chế độ sẽ vu cho họ tội danh gì. Chỉ biết rằng các vụ bắt bớ hàng loạt ở Việt Nam hiện nay đều nằm trong chiến dịch làm sạch địa bàn trước sự kiện Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đang trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho Đại hội 13 dự kiến được tổ chức vào đầu năm 2021. Trước thêm mỗi kỳ đại hội, người dân không khỏi hy vọng một sự đổi mới từ chính sách trong đảng, tổ chức tự cho mình quyền độc tôn lãnh đạo đất nước trên mọi phương diện nhưng căn cứ trên những phát ngôn và động thái từ phía đảng đến thời điểm này thì những kỳ vọng nhỏ nhòi về sự tự chuyển biến của đảng sẽ chỉ còn là sự thất vọng tràn trề như những năm vừa qua. trong các văn kiện của đại hội thì báo cáo chính trị được coi là báo cáo quan trọng nhất. Ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị trung ương 11 ngày 7 tháng 10 năm 2019 rằng báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm của đại hội, là căn cứ lý luận thực tiễn quan trọng để xây dựng các báo cáo khác. Đến nay, dự thảo báo cáo đã cơ bản hoàn thành. Ngày 10 tháng 6 năm 2020, hội nghị báo cáo viên trung ương khu vực phía Bắc được tổ chức tại Hà Nội. Theo truyền thông nhà nước, tại hội nghị này, ông Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung ương báo cáo về những điểm cho là mới của bản dự thảo và tất cả mọi thứ cũng vẫn đang là y như cũ. Trả lời BBC, nhà nghiên cứu Sử học Lê Văn Sinh Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định chúng ta chưa thấy có triệu chứng gì của sự đổi mới. Tiến sĩ Mai Thanh Sơn, Viện Hà Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam khi mà ngay cả những nhà lý luận của đảng cũng trực tiếp hay gián tiếp thừa nhận sự khủng hoảng về lý luận. Tôi thực sự không kỳ vọng gì ở sự đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đại hội 13 tới đây. Câu hỏi đặt ra là nhân tố nào có thể dẫn đến sự đổi mới của đảng? Ông Sinh cho rằng hai nhân tố tác động tới sự thay đổi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ nhất đảng bị đẩy vào tình thế không thể không thay đổi như hồi thập niên những năm 80 của thế kỷ trước, nghĩa là thay đổi hay chết. Và thứ hai là khi nước Trung Hoa Cộng sản trở thành nhà nước dân chủ đúng nghĩa. Còn tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A nguyên viện trưởng Viện nghiên cứu phản biện chính sách độc lập IDS thì khẳng định thay đổi theo hướng dân chủ văn minh phồn vinh thì chỉ dựa vào sức dân việt nam là chính tận dụng mọi cơ hội quốc tế các hiệp định cptpp fta hay khối asean để phát triển kinh tế đây phải là việc hàng đầu và từ từ mở cửa chính trị và quá trình này cũng tự mình là chính và tận dụng hoàn toàn quốc tế đáng tiếc hiện nay không thuận lợi lắm cái nói về tự mình là dân Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam chứ không phải là Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các tổ chức xã hội dân sự chứ không mong đợi gì ở sự chuyển biến từ trên xuống của Đảng Cộng sản Việt Nam chí ít trong 5 năm tới. Tiến sĩ Mai Thanh Sơn thì cho rằng lịch sử cho thấy tất cả các quốc gia đang phát triển đều phụ thuộc rất lớn vào bối cảnh quốc tế cũng như khu vực. Và để có thể trở thành một đất nước dân chủ văn minh và phồn thịnh Tất cả các quốc gia đó đều dựa vào 3 điểm cơ bản. Nội lực bao gồm tất cả các yếu tố kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, truyền thống, lịch sử, văn hóa, hệ thống công pháp quốc tế và các đối tác chiến lược. Trong 3 điểm tựa trên nội lực là quan trọng nhất. Bài học đó thể hiện rõ qua các hệ tiễn, thực tiễn lịch sử và các nước phát triển ở châu Á hiện nay như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Singapore. Vậy đâu là cơ hội và thách thức cho tiến trình dân chủ ở Việt Nam? Về thách thức đặt ra cho Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định thách thức là rất lớn. Các mối quan hệ Mỹ Trung, Mỹ EU, Mỹ Nhật Bản, Mỹ Ấn Độ, Mỹ ASEAN sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Chiến tranh lạnh mới nếu nổ ra, nếu chiến tranh nóng nổ ra vân vân và liệu Việt Nam có bị kéo vào vòng hay không? Tiến sĩ Mai Thanh Sơn thì cho rằng bối cảnh quốc tế cũng như khu vực tham vọng quốc tế có lẽ là thách thức lớn nhất. Ông phân tích, trong những năm gần đây bối cảnh thế giới cũng như khu vực đã và đang có những thay đổi chóng mặt. Sự trối dậy của một Trung Quốc và tham vọng toàn cầu của Trung Nam Hải và đang trở thành vấn đề nổi cộm với trật tự của thế giới. Tư tưởng Đại Trung Hoa chưa bao giờ bộc lộ rõ ràng như hiện nay. Thời cổ đại tư tưởng đại Trung Hoa dựa trên ba trụ cột cơ bản, chính sách ngoại giao linh hoạt, sự vượt trội về văn hóa, kỹ nghệ và thương mại và khuôn mẫu nhà nước quan liêu. Ngày nay, với sự phát triển không ngừng bằng tốc độ kỷ lục trong hơn 40 năm qua, tư tưởng đại Trung Hoa đã có những thay đổi và dựa trên ba trụ cột mới. Sức mạnh tổng hợp bao gồm cả kinh tế, quân sự, khoa học, kỹ thuật và văn hóa, một nhà nước kiểm soát toàn trị dựa trên chế độ độc đảng và chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Đặc biệt, có lẽ ngày nay Trung Quốc là một trong những số những nhiều quốc gia còn tham vọng về lãnh thổ. Cách thức mà Bắc Kinh đối với Việt Nam thể hiện rất rõ điều đó. Để đạt được mục tiêu của mình, chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã được kích hoạt và thể hiện mọi lúc, mọi nơi. Ông khẳng định mối quan hệ đối với Trung Quốc cũng đặt riêng cho Đảng Cộng sản Việt Nam trước một thách thức không dễ vượt qua. Làm thế nào để vừa tạo nên sự hài hòa trong quan hệ giữa hai đảng với chung ý thức hệ và giữ được độc lập dân tộc để phát triển trong hòa bình? Không ai có thể trả lời được câu hỏi này ngoài chính các nhà lý luận của đảng. Đối với phần còn lại của thế giới, ý thức hệ mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang coi là nền tảng tư tưởng cũng như mô hình nhà nước hiện nay đang là một trong những rào cản lớn nhất để có thể tận dụng, sử dụng và sự ủng hộ tích cực hơn nữa. Các nhà quan sát nhận định thách thức tuy lớn nhưng cơ hội của Việt Nam đạt được tiến trình dân chủ thực sự cũng không phải là nhỏ. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng mặt khác của thách thức là chính là cơ hội và chỉ có lãnh đạo khôn ngoan mới phát hiện ra được và tận dụng để làm ba việc cần phải làm ngay. Thứ nhất là bảo vệ Tổ quốc, thứ hai là phát triển kinh tế bền vững, tức là phải đi đôi với việc bảo vệ môi trường và công bằng xã hội, thứ ba là đổi mới chính trị từng bước theo hướng dân chủ. Ông A nghi ngại đặt câu hỏi không biết Đảng Cộng sản Việt Nam có nắm bắt được cơ hội hay lại biến cơ hội thành thách thức và làm trầm trọng hơn các thách thức đó. Tiến sĩ Mai Thịnh Sơn cũng cho rằng cơ hội nằm ở trong chính thách thức lớn của thế giới mà ông nêu ra đó là tham vọng của Trung Quốc. Ông nói, ngay cả trong quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam cũng có những cơ hội về thị trường, về những bài học phát triển. Dưới góc độ nào đó, tham vọng của Trung Nam Hải cũng giúp cho những người cộng sản Việt Nam hiểu rõ hơn, sâu hơn về bản chất của những đồng chí ở bên kia biên giới. Với những phần còn lại của thế giới, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao cũng như kinh tế đối với hầu hết các quốc gia, các vùng lãnh thổ Mối quan hệ đa phương đa chiều đa lĩnh vực giúp cho Việt Nam có được phần nào đó sự chia sẻ trong công cuộc giữ gìn độc lập, xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, có thể tận dụng được tất cả các cơ hội để vượt qua thách thức hay không phụ thuộc rất lớn vào tiến trình đổi mới nền tảng lý luận cũng như cải tổ mô hình nhà nước theo hướng dân chủ hơn. Còn nhà báo cựu đạo diễn Song Chi thì cho rằng Việt Nam cần tận dụng thời cơ lịch sử khi uy tín của Trung Quốc trên trường quốc tế đang bị suy giảm nghiêm trọng sau đại dịch virus Vũ Hán và chủ nghĩa thoát chung trên toàn thế giới đang bùng phát lên mạnh mẽ để có chính sách thu hút đầu tư, phát triển kinh tế của riêng mình. Nhà phân tích như chúng ta thấy hiện nay Mỹ và các nước phương Tây đã nhận ra Trung Quốc sẽ không thay đổi theo hướng dân chủ hóa. Ngược lại từ khi Tập Cận Bình lên thì họ Tập đã thay đổi chính sách theo quang dưỡng hối giấu mình thờ, chờ thời. Tránh những đụng độ và tránh can thiệp vào những vấn đề chung của thế giới của Đặng Tiểu Bình và hướng tới một chính sách đối ngoại. Thách thức sự thống trị của Mỹ trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương, thậm chí đến nhiệm kỳ thứ hai từ năm 2017 khi phát biểu tại Đại hội đồng Trung Quốc tháng 10 năm 2017 thì Tập Cận Bình đã công khai nói về việc Trung Quốc muốn vươn lên thành siêu cường, muốn tham dự sâu hơn vào những vấn đề quốc tế, thậm chí cạnh tranh với siêu cường Mỹ. Và Tập Cận Bình còn đưa ra giấc mơ Trung Hoa để thay cho American Dream, được thể hiện bằng các tham vọng lãnh thổ và các chiến lược Đại dịch virus Vũ Hán vừa qua càng khiến cho Mỹ và các nước phương Tây nhận ra bản chất dối trá không đáng tin cậy cũng như những thiệt hại khi làm ăn với Trung Quốc, phụ thuộc vào công xưởng sản xuất từ Trung Quốc. Chính sách của các nước với Trung Quốc từ kinh tế cho đến chính trị chắc chắn sẽ thay đổi, mặc dù chiến tranh quân sự thì chắc chắn sẽ không xảy ra, ít nhất trong tương lai gần. Việt Nam cần phải tận dụng thời cơ này về kinh tế cải thiện môi trường kinh doanh, hệ thống pháp luật để đón nhận xu hướng từ bỏ công xưởng Trung Quốc chuyển sang đầu tư ở nước khác của các nước. Việt Nam cũng cần có các thái độ rõ ràng để thế giới thấy Việt Nam không phải là sân sau của Trung Cộng, không là đồng chí anh em gắn bó với một Trung Quốc về độc lập chủ quyền. Việt Nam nên nhân tính đến chuyện kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, vụ Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam vì thời hạn 50 năm sắp hết và tích cực nâng cấp quan hệ để phòng cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Suy cho cùng thì đổi mới thể chế là một vấn đề tất yếu mà dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam đang cần phải đối mặt để thay đổi tình hình hiện nay. Ông Lê Văn Sinh cho rằng nếu có cải cách đổi mới cải tổ thực sự, tôi cho rằng phải đổi mới thể chế chính trị. Lịch sử và hiện tại chỉ ra cách không thể bác bỏ rằng thể chế chính trị quyết định một nước trở nên cường thịnh hay nghèo đói. Tiến sĩ Mai Thanh Sơn thì cho rằng có 3 nhiệm vụ cần được ưu tiên hàng đầu để đạt được sự đổi mới toàn diện và sâu rộng. Đó là thứ nhất, thay đổi nhận thức, lý luận, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc, nhân dân làm nền tảng cơ bản. Thứ hai là điều chỉnh những khuôn mẫu trong phát triển cũng như huy động sự tham gia hiện nay nhằm có thể phát huy tối đa sự đóng góp của tất cả các thành phần kinh tế các giai tầng xã hội kể cả các nhà phản biện và thứ ba là đánh giá lại toàn bộ các nguồn lực cho phát triển ở tất cả các lĩnh vực kinh tế chính trị an ninh quốc phòng xã hội và văn hóa trên cơ sở đó xây dựng các chiến lược mới chính sách và giải pháp mới khả thi hơn nhà báo tự do song chi khẳng định nếu đảng thực sự muốn có được thực chất trong cái cách đổi mới hay cải tổ thì trước hết phải bỏ vai trò đảng đứng trên tất cả bao trùm tất cả chỉ đạo tất cả về chính phủ quốc hội tòa án truyền thông phải tìm cách giới hạn quyền của các nhà nước bằng cách mới rộng quyền tự do báo chí để báo chí có thể góp phần phê phán những cái sai của nhà nước và nói lên nguyện vọng của người dân nới rộng quyền cho người dân như quyền tự do ngôn luận, quyền được biểu tình, quyền được bảo vệ mình trước tòa án. Để cho người dân lên tiếng, đảng phải bỏ đàn áp bắt bớ những điều luật mơ hồ và những bản án hà khắc phi nhân dành cho những người bất đồng chính kiến, những tiếng nói phản biện ôn hòa, thêm một cách để hạn chế quyền lực của nhà nước. Đó là phép thành lập, cho phép thành lập các hội đoàn, tổ chức xã hội dân sự vân vân dần dần tiến đến con đường dân chủ hóa, mô hình đa nguyên đa đảng. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.